những giá trị tuyệt vời của Phật giáo đối với công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Kính thưa quý vị, Đạo Phật luôn hướng con người ta đến con đường cứu khổ, cứu nạn, lòng từ bi hỷ xả và tinh thần tương thân tương ái, lá lần đụng rá đất với dân tộc Việt Nam. Mỗi năm bão lũ, thiên tai, những hành động lá lần đùm lá rách sẻ chia vật chất cũng như tinh thần đối với đồng bào ở các vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, nhất là đồng bào miền Trung, khúc ruột miền Trung quanh năm bão lũ với những thiên tai hết sức là to lớn, sự mất mát về người và của, và tinh thần cứu khổ cứu nạn giúp đỡ đồng bào của chúng ta trong cơn hoạn nạn thiên tai là một cái nét đẹp của giá trị Phật giáo mà đất nước của chúng ta đã kế thừa với sự tiếp thu hơn 2.000 năm. Phật giáo vào Việt Nam thì đã lan tỏa được cái giá trị tuyệt vời này. Vâng, chỉ có lá lần đùm lá rách và lá rách ít thì đùm ra đất nhiều trong những năm qua. Với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập hết sức sâu rộng, thì đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam cũng đã tăng lên rất là rõ rệt. Chúng ta có thể thấy được cái thu nhập của người Việt Nam của chúng ta, cũng như là cái sự phát triển của cơ sở hạ tầng của Việt Nam thuộc nước đang phát triển có một cái tốc độ tăng trưởng cũng ở mức gọi là trung bình khá của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do đó mà cũng đã hạn chế được một cái phần nào cái sự khắc nghiệt của thiên tai, cũng như là cái sự biến đổi của khí hậu đã làm cho mức độ bão lụt cũng như là cái cường độ bão lụt ngày càng trầm trọng và nguy hiểm hơn. Vâng, hoặc là tinh thần cứu hộ cứu nạn giúp đỡ con người trong lúc gặp khó khăn, ví dụ như chúng ta thấy là tai nạn giao thông rồi là cháy nổ ở các chung cư, thì chúng ta thấy là tinh thần của người Việt Nam của chúng ta tương thân tương ái, lá lần đùm lá rách, yêu thương lẫn nhau hết sức là đẹp đẽ, và đây là một cái giá trị rất là quý mà Phật giáo đã mang đến cho con người Việt Nam với văn hóa 4.000 năm lịch sử, hướng con người hoàn thiện con người đến với những cái giá trị tốt đẹp của cuộc sống ngày hôm nay là chân, thiện và mỹ. Vâng, cái thiện thì luôn luôn hướng con người tốt đời đẹp đạo, hành động đúng đắn, yêu thương con người, yêu thương chúng sinh, cũng như là chúng ta thấy những con người nghèo khổ hoặc là có những cái biến cố thì chúng ta giúp đỡ, thì đấy là một cái đức tín tốt. Thứ hai, giá trị của Phật giáo còn mang đến cho một cái tinh thần đoàn kết đất nước. Vâng, Việt Nam là một quốc gia có thể nói là chịu rất nhiều cuộc chiến tranh khắc nghiệt, và nhờ cái tinh thần đoàn kết mà đất nước Việt Nam của chúng ta đã đánh bại rất nhiều những kẻ thù sừng sọ, nào là thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, rồi Trung Cộng, rồi Campuchia, Pol Pot, rồi là ngụy quyền rất nhiều. Và chúng ta đã hun đúc lại được một cái câu rất là nổi tiếng ngạn ngữ: đoàn kết, đại đoàn kết, thần công, đại thần công. Vâng, với Phật giáo thì tinh thần đoàn kết ở đây đó là vượt qua những phong ba bão tố, những khó khăn khắc nghiệt của thiên tai, những cái điều mà cái ác luôn luôn sẽ bị thất bại. Sự đoàn kết cũng vượt qua những cái khó khăn đối với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, và con người thì luôn luôn tồn tại. Vì vậy mà cái sự đoàn kết giữa con người với nhau thì giúp con người của chúng ta sẽ hóa giải được những cái khó khăn, những cái điều hạn chế mà con người của chúng ta còn rất là nhỏ bé so với là thiên nhiên, so với đại dương, vâng, so với cái vũ trụ bao la của chúng ta. Và một cái giá trị tiếp theo đó là Phật giáo là hướng con người của chúng ta từ soi, từ sửa và từ thay đổi, hoàn thiện mỗi cái bản thân mình
trên con đường phát triển hướng về những cái giá trị đức tính chân thiện mỹ. Mà như chúng ta đã thấy, ai sinh ra rồi cũng có những cái lỗi lầm, và con người thì luôn luôn phát triển. Sự phát triển thì luôn luôn gặp những cái lúc phong ba bão tố vấp ngã, và mỗi con người tự phải nỗ lực đứng dậy, vượt qua những cái khó khăn, những cái đèo dốc, những cái chông gai, những cái bấp bênh trong cuộc sống để chúng ta tiến lên. Với mỗi con người đã hoàn thiện bản thân mình rồi, với một xã hội thì sẽ hoàn thiện tốt đẹp hơn. Thì đấy là những cái giá trị cao cả mà Phật giáo mang đến cho con người Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta với tình yêu thương vô hạn đã lan tỏa cái kiếp bồ hành của mình đi muôn phương, để lại cho trong lòng công chúng ở trong nước cũng như là ngoài nước những cái tình cảm tốt đẹp về cái bước chân khổ hạnh đầu đà 13 của Ngài. Với cái kiếp khất thực, Ngài ăn chỉ có một bữa thôi, rồi áo quần thì chỉ có là 3 y, và cái cuộc sống hết sức là gian truân vất vả. Ngài đi trên cái con đường quốc lộ với cái đôi chân trần và cái đầu không. Chúng ta nhìn những cái hình ảnh của Ngài cùng với tăng đoàn thì chúng ta cảm thấy hết sức xúc động. Giữa cái bầu thời tiết miền Trung, chúng ta thấy là nắng hết sức là ghê gớm, nhiệt độ mặt đường lúc nào cũng trên 60 độ. Rồi thì những cái cơn mưa giao mùa tầm tã, cho nên là đã có những cái mất mát nho nhỏ trên con đường đi. Tuy nhiên thì con đường đạo Phật là một con đường tu luyện khổ hạnh con người để vượt qua tất cả. Chúng ta cùng chúc cho Ngài thật nhiều sức khỏe và bình an, tu thần chính quả. Rồi, truyền hình trực tiếp. Trời ơi, đông quá. Chà, rất đông. Chà, vui quá. Ôi giời ơi, chương trình dạ ngoại của các bé trong buổi sáng ngày hôm nay, vâng, được truyền hình trực tiếp tại khu Mizuki Park. Trời ơi, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Trời ơi, đông, đông quá trời luôn. Ôi giời, đông quá. Rất hấp dẫn, rất hấp dẫn. Vâng, các con rất là tươi xinh. À, vâng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cô ơi, tránh ra cái con. Cô ơi. Không, cô ơi. Tránh ra con trẻ học tiếp hả? Trời. Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Một vòng lượn sân thôi, nhưng mà rất hấp dẫn, thưa quý vị. Ôi, đông quá ha. Đông khiếp luôn. Đó, con thấy chưa? Nụ cười, bình an, hạnh phúc là ước mơ của con người hôm nay. Vâng, nụ cười tỏa nắng hồn nhiên của mỗi con người là biểu hiện của sự hạnh phúc, an yên và bằng lòng với cuộc sống thực tại. Kính thưa quý vị khán giả bốn phương trong nước và quốc tế, Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta bước đi trên đường đời khổ hạnh 13 với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho mọi điều tốt đẹp từ bắc chí nam và ngược lại, dù trời nắng chang chang hay trời mưa tầm tã. Ánh mắt của Ngài, tinh thần và nụ cười của Ngài luôn lạc quan nhìn về tương lai với những điều đẹp đẽ, tốt tuyệt vời nhất đối với dân tộc Việt Nam
và thế giới. Với tình yêu thương vô bờ bến, kiếp Bộ Hành đã mang lại cho chúng ta lan tỏa tình yêu thương và nụ cười, sự lạc quan yêu đời giữa những khó khăn, trọng chất, giữa những suy nghĩ đúng sai, giữa ranh giới, giữa cái thiện và cái ác, với những điều tham sân si đang hiện hữu, với những tiêu cực của xã hội hôm nay. Vâng, chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước với nụ cười ánh quang. Đó là nụ cười của niềm tin chiến thắng, của hy vọng về ngày mai, về cái thiện sẽ luôn luôn đánh bại cái ác. Và con người luôn mang trong mình tinh thần hướng thiện, tình yêu thương. Nụ cười thể hiện sức sống, khát khao mạnh liệt của con người hôm nay, bằng lòng với thực tại, cố gắng cho tương lai, mở rộng những mối quan hệ mới, khép đi thù hận, sự khác biệt, cùng nhau mang tinh thần xây dựng, cởi mở, đối thoại để cùng tiến về phía trước. Nhìn thế giới xa xăm, chúng ta cầu mong cho hòa bình, an ninh ổn định với tất cả các dân tộc. Cầu mong sự đối thoại là cần thiết. Với dân tộc Việt Nam, chúng ta luôn cầu mong cho đất nước ngày càng phát triển hùng cường, sánh kịp cùng bạn bè năm châu bốn biển. Chúng ta cầu mong cho người dân có một đời sống vật chất và tinh thần hài hòa, với những niềm vui phơi phới, dù phía trước còn rất nhiều những chông gai và thử thách. Con đường tu hành của Ngài Thích Minh Tuệ cũng chính là con đường phát triển tiến lên của mỗi một chúng ta. Nhìn về tương lai với bầu trời rạng rỡ ánh quang niềm tin và hy vọng, nhìn về phía trước với sự tự tin và chắc chắn, nụ cười luôn lan tỏa trên môi. Nụ cười tạo cho chúng ta những động lực về mặt tinh thần để chúng ta vượt qua những phong ba bão tố, đối diện với những khó khăn, tìm những giải pháp hữu hiệu để cùng tháo gỡ tất cả các mặt khó khăn của đất nước. Vâng, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho đất nước ngày càng hùng cường, giàu mạnh, dân dân được ấm no, hạnh phúc, các dân tộc trong nước cùng là anh em chung sống, vui thuận, hài hòa. Cầu cho mùa màng tươi tốt, bội thu, cầu cho mọi hoạt động kinh tế diễn ra mạnh mẽ, phát triển. Nhịp sống của xã hội hôm nay 4.0 rất nhanh, rất vội vã, và chúng ta phải bước đi những bước đi vững chắc, tiến về phía trước với niềm tin và hy vọng, với khí thế và tinh thần mới. Nguồn lực luôn luôn sẵn sàng để chúng ta tiến về tương lai. Chúc cho Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta ẩn tu thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an. Chúng ta yêu thương Ngài cũng để cho Ngài tự do, không còn làm phiền đến Ngài nữa, mà học hỏi những giá trị của một vị chân tu mang lại cho chúng ta niềm vui, nụ cười và sự vị tha để tiến về phía trước với những điều tốt đẹp nhất.